Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em mà ra bảo quýnh em chết, quýnh cái bay lên cây ổi luôn. Thôi đứng trong toilet cho chắc, cầm cây lược vậy mà nó an toàn. Cứ đứng hoài mặt kệ bả chửi, bả chửi gì kệ mẹ bả đi. Em cứ đứng nghiêng cái mặt lên vậy đó, bả cứ vô thì vô đi. Em nhất thiết em không chịu ra, em cứ đứng cầm cây lược vậy đó. Tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em mà ra bảo quýnh em chết, quýnh cái bay lên cây ổi luôn. Thôi đứng trong toilet cho chắc, cầm cây lược vậy mà nó an toàn. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em mà ra bảo quýnh em chết, quýnh cái bay lên cây ổi luôn. Thôi đứng trong toilet cho chắc, cầm cây lược vậy mà nó an toàn. Cứ em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Dạo này bán được không mày? Dạ cũng lai rai chị. Tao nghĩ mày nên đổi nghề đi. Đổi nghề gì chị? Ca sĩ. Thôi em hát dở lắm. Tao còn hát được không hồi chị mày? Nghe tao hát nè. Em tên thật làm tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bả lợi bả chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bả kêu em ra đây nói chuyện, em ngu gì em ra. Hay không mày? Wow. Thôi bỏ đi chị. Tệ
tao cũng nghĩ vậy luôn. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Giật chồng bà kia bà lợi bà chửi. Tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Giật chồng bà kia bà lợi bà chửi. Tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện. Em ngu gì em ra. Em mà ra bà quýnh em chết. Quýnh cái bay lên cây ổi luôn. Thôi đứng trong toilet cho chắc. Cầm cây lược vậy mà nó an toàn. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Giật chồng bà kia bà lợi bà chửi. Tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bà kêu em ra đây nói chuyện. Em ngu gì em ra. Em mà ra bà quýnh em chết. Quýnh cái bài lên cái ổi luôn. Thôi đứng trong toilet. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Giật chồng bà kia bà lợi bà chửi. Tìm đến nhà trọ. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Giật chồng bà kia bà lợi bà chửi. Tìm đến nhà trọ chửi em luôn.